Xin chào các bạn đã quay trở lại với Huy Mercedes. Ở những cái video clip trước á, thì mình đã có giới thiệu cho các bạn cái GLC 300 Coupe rồi. Hôm nay showroom mình mới vừa về một chiếc GLC Coupe với cái màu rất là đẹp. Mình muốn mang lên đây để giới thiệu cho các bạn. Cái màu này gọi là cái màu xám Selenit, rất là đẹp các bạn. Cái màu này là đặc trưng, chỉ những dòng xe nhập khẩu và nó riêng là những dòng xe coupe mới có cái màu này nha các bạn. Cái màu này làm chiếc xe nó rất là cứng xe, rất là mạnh mẽ. Và khi mà ra nắng đó các bạn, thì cái màu này nó có những cái ánh kim rất là sắc sảo các bạn. Mình rất là thích cái màu này. Và cái màu này là rất là hiếm. Thường thường thì Mercedes khi mà về Việt Nam á, thì chỉ có những màu cơ bản như là màu đen, màu trắng, màu xanh, màu đỏ thôi. Rất là hiếm có cái màu xám này. Khi mà chiếc xe này màu xám này mà lăn bánh ngoài đường á, nó cảm giác nó rất là lạ các bạn. Chúng ta sang cái phần hông xe nha, là cái điểm đặc trưng của dòng coupe này. Dáng rất là đẹp các bạn, dáng coupe rất là đẹp. Mình nói thêm với các bạn là cái màu xám này á là có mức giá tương đồng với những cái màu khác nha các bạn của GLC Coupe, chứ không có là cộng thêm option đối với màu này nha. Chúng ta ra hàng phía sau nha, phía sau xe. Dòng C Coupe cũng có cái màu này. Nhưng mà hiện tại dòng C Coupe thì nó không có về Việt Nam nữa các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là chiếc GLC Coupe này nó còn hay ở một chỗ là cái phần nội thất bên trong, với cái chất liệu da và cái màu da rất là đẹp nha các bạn. Mời các bạn đi theo mình nhé. Chúng ta xem cái màu da của cái ghế này. Nó được phối hai màu là màu đỏ cherry và màu đen. Màu đen nó hơi xám một chút các bạn, chứ không có quá tối. Nó tạo cảm giác cái xe nó rất là thể thao và nó rất là hay. Trên cánh cửa, chúng ta sang cái phần cánh cửa chúng ta xem, cũng được sơn, cũng được phối hai cái màu, nó tương phản. Rất là đẹp luôn các bạn. Và cái màu nội thất này cũng chỉ được dành cho đa số những cái phiên bản thể thao AMG mới có nha các bạn. Còn những phiên bản thường nó lại không có cái màu này. Còn những cái option bên trong thì cũng giống như là những gì mình đã chia sẻ ở cái video clip trước thôi nha. Rồi sẵn dịp xe đang đậu ngoài công viên thì chúng ta thử một vòng, chúng ta chạy để xem coi cái chiếc xe mới cứng này nó vận hành nó như thế nào các bạn nha. Mời các bạn. Rồi chúng ta sẽ chỉnh ghế ngồi cho thoải mái các bạn nha. Chỉnh vô lăng, vô lăng cũng được chỉnh điện luôn. Rồi chúng ta sẽ thắt cái dây an toàn vào. Ok. Rồi chúng ta gạt cần số về D nha. Rồi chúng ta lên đường thôi. Động cơ nổ rất êm các bạn. Vô lăng của chúng ta được trang bị là vô lăng AMG, được vác góc và bột da Napa, tạo chúng ta cái cảm giác khi mà chúng ta vần vô lăng nó rất là thích cái tay các bạn. Động cơ rất là êm. Chúng ta ngồi ở trong chiếc GLC Coupe này thì cái tầm quan sát của chúng ta nó rất là thoáng. Xe gầm cao mà, rất là thoáng và rất là tự tin khi mà đi các bạn. Rất là êm, đi vô ổ gà rất là êm. Mình đang chạy ở chế độ comfort nha các bạn, là êm á. Vô lăng nhẹ nhưng mà nó không quá là hời hợt. Nó vẫn có cảm giác cho chúng ta cái độ thích thú khi mà vần vô lăng. Xe thì ngoài chế độ comfort ra thì còn ở chế độ là sport
À, Sport cộng và phải Eco, tạo chúng ta những cái trải nghiệm nó khác nhau. À, do đây là xe mới cũng như là cái cung đường nó cũng nhỏ đó, nên là mình chỉ đi nhẹ nhàng thôi, comfort thôi. Xe mình là xe hai cầu nha các bạn, hai cầu nó kết hợp với hộp số tự động chín cấp, nó tạo cho cái xe có sự mượt mà và chúng ta có thể tự tin khi mà đi những cái đường đường nó xấu nha các bạn. Và động cơ của chúng ta là hai chấm tăng áp kép. À, hai chấm tăng áp kép nó sản sinh công suất là 254 mã lực tối đa và moment xoắn cực đại lên đến 370 Nm. À, một số rất là khỏe khi mà đi ở đường đường Việt Nam mình. Chiếc xe này thì nó hội tụ được những yếu tố sau. Thứ nhất là thực dụng, tầm cao ha, êm. Thứ hai nữa là yếu tố về về thể thao, thời trang, do cái dáng xe coupe. À, bây giờ chúng ta sẽ thử tăng tốc ở cái đoạn này thử các bạn nha. Rất là bốc các bạn, rất là bốc. Rất là bốc luôn. Xe là tăng áp kép nên là nó sẽ giảm đi cái độ trễ chân ga và nó làm cái xe nó bốc hơn các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang chế độ sport á thì nó còn sẽ bốc hơn nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử lại cái chế độ sport. Bạn xem. Ok, sport nha. Những máy nó sẽ gầm lên. Đoạn ngắn thôi. Vô lăng ồn cua rất là chính xác luôn các bạn. Chính xác. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch của AMG kết hợp với lốp dày. Nên là dù là thể thao nhưng mà nó vẫn có đảm bảo được cái sự êm ái của chúng ta khi mà vận hành. Đánh lái rất là chính xác luôn. Chúng ta đã cùng nhau có một cái thời gian ngắn ngắn để mà chúng ta đi qua chiếc xe GLC 300 Coupe màu xám rất là đẹp này. Với mức giá 3 tỷ 069 triệu. Nếu các bạn qua ngân hàng chỉ cần trả trước tối thiểu là 600 triệu tiền vốn sẵn có nha các bạn. Còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Một chiếc xe thực dụng, sang trọng, thể thao và đầy đủ tính năng tiện nghi an toàn. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về. Các bạn thấy chiếc xe này như thế nào? Hãy cho mình nghe ý kiến của các bạn bằng cách comment ở phía dưới video này. Và nhớ like, nhấn vào nút chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.